hướng về đồng bào miền Bắc với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Vào chiều ngày 12 tháng 9, Ban vận động cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng xã hội, chư tăng ni và Phật tử trên địa bàn. Tại lễ phát động, các đơn vị tổ chức cá nhân đã ủng hộ tổng số tiền 58,3 tỷ đồng. Trong đó, 6,3 tỷ đồng là vật tư, nhu yếu phẩm, cứu trợ thiên tai. Thay mặt Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự đã trao ủng hộ 100 triệu đồng. Cùng với đó là các tự viện và quý Phật tử trên địa bàn cũng quyên góp số kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Cái mong ước là làm sao cho khắc phục được những cái hậu quả để mọi người trở lại cái đời sống bình yên. Và đó cũng là cái tinh thần chung và đó cũng là tông chỉ của Đạo Phật. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chư tăng ni Phật tử đã đóng góp tiếp sức cho đồng bào các tỉnh chịu thiên tai sớm khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.